Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng lúc 11:50 từ thứ hai tới thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Đợi mất 5 phút luôn. Nay đãi tôi món gì mà gọi điện thoại giật ngược vậy? Cái gì đây? Hàu sữa nhỏ. À, ngon đó, ngon đó. Hôm nay tính làm gì? Hôm nay em sẽ làm cái món gỏi hàu trộn hành tây. Nghe là thấy là hấp dẫn rồi đó. Em sẽ nhờ anh cắt cái phần hành tây này giúp em ha. Cắt phần hành tây, cắt sợi nhuyễn nè. Rồi cà rốt này, bào nhuyễn ra cho em vô trong đó luôn. Rồi. Đó. Em sẽ làm cái phần bột. Thì trước khi làm thì xin sẽ giới thiệu sơ qua nguyên liệu cho món này nha. Đầu tiên thì các bạn có thể mua cái loại hàu sữa mà con nhỏ như vậy nè. Chúng ta sẽ pha bột chiên giòn lên từng miếng trộn chung với lại hành tây nè, rau mầm và tắc. Và tiếp theo nữa xin sẽ chia sẻ cái cách làm sốt làm sao để trộn cho cái món này ngon ha. Cái này cắt muối cao đúng không? Không, cắt xuống rồi cắt rồi. Từng lát mỏng luôn. Rồi. Mỏng vừa thôi. Rồi. Cái phần bột này thì chúng ta cho pha ra, đừng lỏng quá và cũng đừng đặc quá, chúng ta sẽ cho hàu sữa vào. Đó. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Hàu em đã pha bột xong nè. Và bây giờ em sẽ làm cái phần nước sốt. Hàu sống là mình làm sao để biết là nó ngon hay là nó dở? Thường là hàu sữa nhỏ này người ta sẽ lấy hết phần ruột ra và người ta bán cho mình. Thì thường là em mua cái phần hàu sữa này là thứ nhất là hàu, con hàu mập nhìn tròn nè, trắng đục, rồi thơm cái mùi hàu không có bị tanh. Thì cái phần hàu tươi là con hàu nhìn bóng bẩy nè, chắc, no nước, không có bị teo tớp hay là còn cái vỏ giống như là con hàu nó mềm, nó chút xíu. Nó tóp lại đó, đúng không? Đúng rồi anh. Giờ trong cái thố đó là coi như em bỏ gì trong đó vậy? Trong cái thố này là có ớt xiêm xanh nè, ớt xiêm đỏ, tùy thích vào độ cao của gia đình chúng ta. Thêm một chút xíu ngò rí nữa. Còn về cái độ mặn ngọt thì trong đây em sẽ sử dụng tỷ lệ 1:1 là một đường nè, một nước mắm và một nước tắc. Đó. Bào từ trên xuống đúng không xin? Dạ đúng rồi anh. Đó, bào nhỏ ra như vậy. Em để sẵn cái rây ở đây. Một chút xíu anh sẽ vắt hết cái phần nước tắc này vào đây giùm rồi. Em đó. Và bây giờ cái phần nước sốt cũng đã được một nửa rồi. Đợi anh Dũng bào cái phần đó. Và bây giờ xin sẽ tiến hành chiên hàu ha. Đó, hàu thì chúng ta sẽ múc từng ít một, chúng ta thả vào. Bởi vì hàu nhỏ cho nên là chúng ta sẽ không chiên từ con ha quý vị ha. Rồi em cũng đã chuẩn bị giấy thấm dầu ở đây rồi. Này là bao nhiêu trái tắc vậy? Hết luôn hả? Hết trái tắc ra phần tắc đó luôn rồi. Sao nãy nói tỷ lệ 1:1? Em đã tính rồi đó anh. Rồi mình chiên làm sao mình biết ở trong cái con hàu nó chín? Hàu thì rất là dễ chín thưa quý vị. Bây giờ đã chín rồi đó, nhưng mà em muốn để một chút xíu nữa cho cái phần bột bên ngoài được vàng giòn rụm và hàu bên trong còn mềm mọng nước ha. Rồi sao mà lúc mà vớt ra là mình có để cho nó bỏ vô cái vợt không, để cho nó ráo cái dầu không? Lúc mình vớt ra thì mình sẽ mở lửa to lên hết mức có thể. Thì lúc này dầu nóng sẽ đẩy hết dầu từ bên trong ra bên ngoài và chúng ta sẽ sử dụng thêm giấy thấm dầu ha. Hay quá ha. Rồi xong rồi, còn trái ớt sắc lát bỏ vô trong đó luôn. Bỏ vô trong cái thố luôn hả em? Dạ đúng rồi. Tỷ lệ là đường, nước tắc và nước mắm là 1:1 nha. Đó, rồi. Rồi, đây quậy cho. Nước sốt của mình đó. Nước mắm nè, nước tắc nè, tỏi, ớt nè, ngò rí nè. Đó, nó hòa quyện vào nhau. Chắc chắn cái nước chấm này nó sẽ rất là ngon luôn. Đây thưa quý vị, đó, cái miếng hàu của chúng ta. Ngon quá, ngon quá. Và chúng ta nhớ thấm dầu nha. Đó. Từ chảo vớt ra nóng hổi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ một ít rau mầm vào ha. Ít rồi. Thôi, vừa ăn thôi. Rồi. Đó, mình trộn đều lên. Cái phần này em sẽ ra luôn. Ra luôn. Ủa, mình không rưới nước sốt lên hả? Cái phần nước sốt thì mình sẽ rưới lên chứ mình không trộn. Mình trộn cái phần rau mình nó bị dập, không còn ngon nữa. Đó. Rồi, bây giờ anh sẽ rưới nước sốt lên. Bây giờ rưới nước sốt lên nha. Dạ. Đó, mình rưới vừa ăn thôi quý vị. Xong cái mình thích thì mình có thể chấm thêm. Rồi được rồi anh Dũng ạ. Cái phần hàu này chúng ta sẽ em thì em xích sắp nguyên cục vậy đó. Đó, mình sắp xếp vòng vòng như vậy. Nhìn mà thấy thèm ghê nơi luôn á. Đây, gỏi hàu trộn hành tây vừa hoàn thành xong nè. Bây giờ xin với anh Minh Dũng sẽ đi thử coi nó ngon như thế nào nha. Nhào ăn liền. Tôi đã nói không nôn mà. Giòn quá, giòn quá. Chấm chứ. Miếng nước chấm coi.
Ở ngoài thì giòn, ở trong thì mềm, không có bị tanh nha. Ngon. Ăn không có ngán, cái món gỏi này không ngán. Kèm thêm miếng rau nữa. Quá xuất sắc cái món này luôn. Cái rau mầm á, dạ, nó vẫn giòn nha. Anh hiểu lý do tại sao mà hồi nãy là em không trộn trực tiếp với cái nước sốt. Dạ. Nó vẫn giữ được cái độ giòn. Đó, nguyên còn nguyên cái cọng rau mầm này, vì nó không có bị yếu, không bị mềm. Nó không có bị mềm, có nhiều khi á mình trộn á, mình trộn chung vô luôn á xong cái mình để mình ăn không hết á, có nó èo xuống vậy nè. Nhìn nó không có được hấp dẫn. Đó. Riêng về phần cái con hàu á, ở bề ngoài thì nó giòn, ở trong thì nó mềm. Cắn vô trúng như con hàu á, tự nhiên nó tứa ra cái vị ngọt của con hàu. Ăn vô chỗ nó ngon, mà kèm theo với lại cái xà lách mà mình nãy mình rưới nước sốt á, cho nên là ăn nó không có bị ngán, rất là ngon luôn. Và bây giờ thì xin với lại anh Minh Dũng chúc quý vị sẽ thành công với món gỏi hàu trộn hành tây này nha. Và khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vẫn là 11:50 từ thứ hai tới thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Chúc mọi người buổi trưa có một món ăn rất là ngon ha, đầm ấm bên gia đình của mình. Còn bây giờ thì Minh Dũng và Quang Xin xin chào và hẹn gặp lại. Em ơi, dạ, cái hàu này á là coi như là họ lấy ra cái ruột xong mà bỏ cái vỏ đi á thì pha lẫn những cái con chết ở trong đó làm sao mình biết được. Mình rửa lại nhẹ tay để tránh bể con hàu và chảy sữa. Mình rửa lại mình lựa từ con mình kiểm tra.